nhẹ vì nó rất tốt. Luôn nhắc tôi không làm gì hư tổn, vì đó chính là bác sĩ của tôi. Mình hút thuốc làm bị ung thư phổi, vậy thôi, tự là bác sĩ vậy thôi. À mà thôi, làm bác sĩ cũng rất khó, vì đó chính là bác sĩ của tôi. À mình sao là phải phá tranh? Khi chơi đất dùng nó bị sao? Anh chàng lắm. Có chó thì biết có gì chó? Uống nước leo với súp bò. Stop it boy, anh em tôi một ngày hay có đi bãi lội không? I just wanna rapping với mèo. Hãy nghe tờ beatbox. Vừa đi mượn cái mũ này, thấy chúng mày sợ chưa? Ta vẫn cứ bị gọi là một thằng trẻ trâu, cứ giữ để làm gì cho thêm xấu. Có trời thì cũng chỉ vô tích sự thôi. Đế chế của ta đứng đầu, đế chế của ta đứng đầu. Vẫn cứ bị gọi là một thằng trẻ trâu, cứ giữ để làm gì cho thêm xấu. Có trời thì cũng chỉ vô tích sự thôi. Đế chế của ta đứng đầu, Và sau đây chúng ta có một món quà rất rẻ. Và hôm nay chúng ta sẽ có gì đây? Một chiếc Bugatti và một chiếc Lamborghini giá trị 9.000 đến 10.000. Nhưng các bạn nhớ là tôi không thích khoe hay là quảng cáo hay là bán hàng. Nhưng mà tôi kể bởi vì tôi sẽ bán hai chiếc áo Nintendo mới nhất của tôi trị giá 1.299.000. Hãy đăng ký đi mua áo ngay đi. Mua đi, không cần tiền thì cũng mua đi. Ui dồi, nghe tôi là rẻ rồi, là rẻ ôi là rẻ. Bây giờ chỉ tăng giá lên là 4 triệu đồng không? Rẻ, ôi, vãi hồn rẻ. Và mua đi, vâng, một sản phẩm rẻ mà lại còn được tặng kèm một chiếc mũ lưỡi chai. Let's go, man. Rẻ. Lại, ta tiệm mà mua chưa? Mua đi không tặng. Nói chung là tôi mới hết để tĩnh tâm. Cơ mà uống nước tay nhiều và nóng vãi hồn. Mình hút thuốc làm bị ung thư phổi, vậy thôi, tự làm bác sĩ vậy thôi. À mà thôi, làm bác sĩ cũng rất khó, vì đó chỉ là bác sĩ của tôi. Bài nhạc tao viết hôm nay không phải mục đích để tự cao tự đại. Bằng cấp không thể quyết định tất cả, quan trọng là